Này cho tăng được hết vào đấy, tăng hết được mọi người, cả bà nữa, cả anh Quảng. Chào anh Trang. Chào gia đình nha. Mệt quá. Bay đẩy vơ. Hello cả nhà nhé. Thì em đang làm giải hạn đại lễ cho gia đình. Đây là bà nhân thầy ở Kem Hằng ở Lạng Sơn. Thầy rất là giỏi luôn ạ. Chị ơi, sáng không? Cái đấy của bà mình à? Sáng không? Sáng gì? Cái này nó bằng lách. Cái đồng nó vẫn sáng trưng này. Ừ, vẫn đèn. Thấy chưa, hôm nay nếu mà chị không để cái này lên á, lúc bà nhập vào bàn vào tìm á, không thấy á, có mà đập từng người một. Cái lúc đấy hỏi bà lấy cái trong là cái trong gì? Trong linh à? Thế là dân tộc mình là trong linh à? Mạ bộ ngựa. Lúc đấy bà nhập vào bà tìm không thấy, lúc đấy chết. Mày bỏ cái khăn mặt ra, không phải bỏ khăn mặt đâu mà. Không bỏ được, cô Thơm với bạn à? Hả? Bỏ đấy mới nhìn được, đi bỏ đấy. Không biết lên đấy. Kiếm người, kiếm người. Em à? Đời Trinh Nguyệt. Bà đây. Họ đang cắp cửa nó sang hẹn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị bé bé là lê tỉ cái là bé 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 Nhi cần lai cần nhỏ. Cháu xin bà. Có nhiều lộc nhiều tài nhé. Vâng, cháu cảm ơn. Bây giờ em đi. Rồi rồi.
mì à? Nha bốn mì hầm đấy. Áo chị bán năm bảy rồi. Bán 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 chào hai thầy trò ạ. Vĩnh Hoàng chào hai thầy trò ạ. Thấy ra mới càng có. Chị ơi, chị để cẩn thận đấy, mà nó cháy gỗ đấy. Hôm qua em đốt cái dưới còn bị cháy. Để thu dưới này. Hoàng ơi, cháu chả biết chú là ai ạ. Hay anh hay gì? Hoàng Hương là hay lắm em cô. Em ít gì về Lạng Sơn em không biết. Khi nào có dịp anh xuống thì anh em mới biết nhau. Hương Hoàng hay là chồng chị Hương? Em đi bên đi tình
gà mì đâu mà chung chấm mà gà mì đâu mà chung đừng cắt mì đâu cho là chung ấy làm được ngày hôm nay cả luôn nắng sáng tây chung ăn cả tôi ăn tôi bắp cả tay đây bắp cả tay đây ăn đây nhà trẻ bữa nay đây Vĩnh Hoàng ơi, đang ở Bình Long nhé, đang ở Thái Nguyên. Em ngồi đây được không? Để em quay chính. Quay này đẹp hơn. Đấy, quay thẳng được. Anh Hương. Anh Hương á, em có biết anh nào đâu. Anh không xuống được. Này sao ấy? Anh bảo mai anh xuống được rồi. Anh không xuống được đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bùi Minh Sáng, vâng ạ, hai em số ạ. Anh muốn nghe lại là cái video bài nhập ấy, cái video bên dưới. Nó cái video sao bây giờ mới phát trực tiếp sao nó lúc lâu rồi nó mạng kém kiểu gì, kết nối kém kiểu gì. Thế mạng của anh vẫn đê, không kết nối kém nữa đâu. Không phải là không đi ngựa quen mà Vĩnh Hoàng ơi, ở đây không có ai đi được, các bà thì đang đau chân ấy. Hôm nay ở làng xóm cũng nhiều người, người ta làm nên là con cháu trong nhà không ai đi được. Không có người có phía nhẹ không thể lên được. Phải vía nhẹ thì cầm cái sóc ngựa kia lên là lên vù ngay, nhưng mà gia đình không có ai ấy. Có bà này thì bà cô thì bị đau chân nên là không cầm sóc được, nên là đành phải để bất đắc dĩ thôi chứ. Mọi người có thấy mờ không? Nếu mờ thì bảo em một câu nhé, em phải bắt lại wifi nhé, wifi thì em có thể có vấn đề. Thầy cầm con cháu nhà thầy đây này. Thế Quân, thầy Quân đang thầy Quân này thấy lại phát rồi này. Thế thầy Quân thấy làm thấy phát luôn này này, nhưng mà thầy mình đây không phát bao giờ, bàn người khác phát thôi.
cứ bừng bừng bá sen nhỉ. Nó đi một chân mà lại đi một chân đấy chứ. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt về xem lại cái video qua từng phần nhé. Em sợ lắm. Kim Ngân là sao hả? Cái này chị Tem ơi, cái kia đốt được mà bà vừa bảo, anh vừa bảo sao? Cái vàng, vàng mã nhỉ? À cái Kim Ngân đi. Đều chứ, đi đều. Thầy đẹp trai nhất. Thầy đẹp dai quá. Giờ này cũng chưa ngủ à? Ôi, nhiều người xem lắm bà ơi. Không, người ta chưa ngủ đâu. Người ta bảo là thầy làm hay quá. Bà làm hay quá. Hay quá. Cái này đúng là người nùng mình thì vào đây nghe được thì mới biết là hay này, chứ còn người kinh không phải người người nùng thì người tài nùng thì không nghe được đâu, không biết gì đâu, nghe từng câu từng chữ nó mới hay, nó giống như một bài hát luôn đấy. Nghe mới được này, không cần bảo là sao không bảo nhá. Ai à, bảo quân ngân à lại quạt rồi, quạt lại khói lên đó. Này, Nick Vĩnh Hoàng này nó còn biết bảo là người không biết đi là đấy là đi kiểu người Tây chứ không phải người nùng mình nữa mấy cả. Không biết nick của người nào đấy. Mà chúc hai thầy trò mạnh khỏe. Đấy chắc là bạn của bà.
Linh cầm có rung được đùi không? Có rung được đùi không? Chú Kinh ạ. Bài Khánh Khê. Thấy hay thì chia sẻ chú Kinh ạ. Đi cắt đây rồi và bón tạm để đi đường. Thấy hay thì chia sẻ chú Kinh ạ. Ấy, ở trong Đắk Lắk người ta bảo là bà làm hay lắm, cứ nhòm thôi. Vào xem mà bà. Đây đang có 10 người xem đây này. 10 người á? Cả Đắk Lắk, cả Đắk đấy. Ô. Vào Facebook vào ấy nó xem thấy bà hết. Đây bà nhìn đây, có người nhìn xem đây. Có người xem nó hiện ở đây này. Ờ. Nó có cái chữ đi phải không? Cái chữ đi cả là cái chữ gì? Cái chữ đấy là người ta bình luận, người ta hỏi. Ở đâu ạ? Ừ, người ta hỏi mình à, xong rồi mình trả lời, không trả lời thì mình nói trực tiếp này người ta nghe được à?
tầng bay a một bạc ta ư năm tầng thai cha ơi từ tầng thai vô đây tầng thai vô đây ôi không mở mấy cả nữa nó bay vào mồm lắm quay lắm còn tầng bay vô a sư lục trung lao ngự tà sư quân đông tà lao ngự bay người ta mà khen thầy đẹp trai cả đêm nghe cái câu này cha ơi lòng đây say đồng là sạc toàn tập tình ba say đăng cọc phàn trà đăng cầu chạy ba sang phàn đập chân say đông trong lòng phàn say đồng ca ca phàn ra ma trường phàn đông cha cha ơi chào trường trường phàn tìm đông đang phàn là mà tìm đông cầu phàn là bình tí thì lợn anh cho trao đam bẩn trình cho lâu biếu cùng làm bẩn đi trong lòng vàng có bây giờ còn sớm mà mới có hơn 12 giờ sang ra nắng vào phần cha con khi một đằng tơ phủ tay đình mang một đầu vai ta đã thức tinh vẫn thức thể phân định mà tin nhé con chào bà then thầy nha ngủ à bà chào đi. Đi người ta chào bà ấy đấy bà chào rồi chú ạ. À. Con ngủ chưa? Xem bà lên đi nha. Xem hết đi nè. Chú Kinh, chú bảo là con chào bà thiên thầy nhé. Chú Kinh ở đâu? Chú Kinh mình bên chạy dẻo à? Bona thana ốc chồng cơ một nhì bon đai ốc nó tu sống khám một thổi nhà đồn kinh na na si mòn nam sinh tịt nam thân nam sinh an nam thôi bất cả năng trong bước chi vàng mình chào cả mình mình chào nhưng mình chào chú biết mà chi ba cụ đại bang bang đại đệ chim đại đệ bên chim đại bang đệ ra chim bao chèn cái má ngân thêm ô lại lại cần nhỏ luôn thay mưa bắc cả dài mưa trang mưa bắc qua na dài hàn Hoàng Nhung ơi bà then này là ở trên Lạng Sơn sao trai lòng ngà vàng đổi nằm bắc cả dài tua là lo đình bình dài tua là lo cha thế bình hàn cái đường đâu cháu ạ thấy xa bảo đi ngả ngược đang nước vàng thiếp kỳ cái gì cần nhỏ em cũng thích nghe mà không hiểu gì cả em ơi em cứ nghe từng từ bà hát thì em sẽ hiểu bà thích nghe thì mình phải nghe từ từ ấy đây tỉnh lai giả then ơi ô bình luận như vậy mà mê thén thôi chú Kinh à giả thén ơi giả thén ơi đây tỉnh lai nó bao à nó bao à lần ngã băng thư học lần đông băng xếp học trò tham mà ba xếp với đâu băng thư xếp đan tàn băng thư kinh nam bao cục lùng cha chết a làng a nhi chết thắm đến a bì a nó cô lạc cha mẹ ơi đừng cắm trong đấy mất đấy đấy mẹ cắm ở bên bên này có ổ. Ừ thế cũng được. Nhưng mà con sợ hết ổ rồi ấy.
Nhưng mẹ cẩn thận đấy, bị tuột cái ổ wifi ra là mất hết luôn. Chị quen anh ngoại quen nội, chị ở Lạng Sơn nhưng mà sinh sống ở Thái Nguyên, chuyển ở Thái Nguyên sống rồi. Hoàng không ạ? Bây giờ đang ở Thái Nguyên nhé. Kim Sơn. Em Quảng cũng hát Đay Tình. Đay Tình để like. Ừ, Đay Tình like. Cô Quảng Đay Tình like. Thay mặt anh Quảng cảm ơn Kim Sơn nhé. Chị nghỉ Hồng Hải, chị về Nam Định làm rồi. Đấy, cắm à? Cắm à, để cháu ra kia cắm. Bà sợ tin á, bà dùng iPhone 7 cơ. Bây giờ bên trang mà tăng đến nhà mấy tuổi chất tiêu. Người ta không biết, đây toàn người biết nghe. Chuẩn bị lại múa đây. Lái cần Đay Tình. Lái cần Đay Tình khẩu nhòm lái mà. Hình như mờ lắm ấy, wifi như chậm. Đây là mẹ em. Bye.
thận. Đổ đổ cái tờ. Ôi em ra lấy cái ghế đã mọi người. Được rồi, có thể dùng rồi. Đang giết lợn. Kêu to quá. Kiếp. Lợn kêu. Các anh các chị mà thấy bà làm hay ấy, thì mọi người chia sẻ cho bà một chia sẻ nhá. Thank you.
cảm ơn Thắng Dubai nhé. Và mình sẽ quay. Có cái gì đâu. À đây. Lễ. Lễ đây. Đấy. Bạn là con bạn. Thế này ăn cây này. Đây. Mấy cái cả ba ngày. Ngồi ở đây thì mới tính được với bà. Thank you.
Nhập rồi. Nhập rồi. Nhập đấy. Tí nữa sẽ nhập. Nãy nhập một lần rồi. Bạn thích là xem video dưới có bà nội mình nhập vào và thầy nói chuẩn lắm. Nhưng mà tao nói tiếng Nùng rồi, nếu bạn biết nghe tiếng Nùng thì bạn mới biết được. Tôi là người Cao Lan à? Bạn ơi chưa nhảy đâu mà xem. Tí nữa nhá. Này phải lùi vào đây thôi. Ngồi kia khói lắm mẹ. Mấy cái nhà kia chặn hết rồi. Chặn hết rồi. Bên nhờ, góc bên nhờ. Ăn mấy nó bảo đang đi cắp điện đồng pháp ấy. Chào cả em. Sao làm lễ muộn thế bạn? Bạn ơi làm lễ thì làm thâu đêm mà. Quanh ra vậy. Có bài có bản chứ có phải là thích là nhảy được đâu. Nó giống như làm một bài văn ấy, có mở bài, có giữa thân bài và có kết bài, chứ có phải thích là nhảy lên được đâu. Có phải thích là nhảy đồng đâu mẹ nhỉ. Nó phải làm. Chị đang múa à? Mẹ ơi sao lúc ấy mẹ không hỏi cho con như thế nào, gọi hết 5 người. Nếu lúc ấy mẹ hỏi nhanh là kiểu gì chẳng người hỏi được thì bà không đi. Ấy à, lại về đấy. Đâu có tiếng phòng à? Bướm bướm về con to thế. Hai bố về nãy đầu giờ vài lần nữa. Con chỉ sợ bà về con cháu làm cái gì sai không đánh mẹ thôi. Nãy con ngồi con run hết tay. Mà may quá con cháu hôm nay về đông đủ, bà lại không đánh ngay, không lấy gì. Nhưng mà sao uống rượu giỏi thế mẹ. Ai uống vương rượu mà không uống được hết. Thế mà bà không say. Mà
Không có đâu ạ. Kia bá ơi, lên kia hết rồi. Hết kia. Hết rồi. Trong này xem ở trên đỉnh nhỉ, trên kỵ đỉnh kia bá. Từ từ nhá em. Đặt đâu anh? Quả này á. Đây rồi không. Mỗi mâm ở đấy à. Cả nhà mình mà yêu quý then Hằng ấy, mọi người ở bên trên trên nick ấy, em có tăng nick của then vào ấy, có thể liên hệ với bà then để lên nhà bà xem, bởi vì bà xem rất là chuẩn, bà có thể xem mà nhập được người đã mất của gia đình mình ấy, có thể nói đúng chuẩn lắm. Rồi ban lộc, đang ban lộc cho bà và nói chuẩn mà. Thì em đi xem bà nói chuẩn lắm, bởi vì ngày xưa gia đình em là gia đình truyền thống làm thầy, ông bà cụ kỵ em làm thầy, rồi đến bà nội em cũng làm thầy như bà này, cũng làm then ấy. Nhưng mà đi xem mà bà nói đúng từ bên từ con từ cháu ấy, nhập vào nói như bà luôn, nên là rất là hay và chuẩn. Cái này tâm linh thì tùy vào từng mọi người, có người thì nghĩ là không tin, nhưng mà cái dân tộc mình ấy không tin không được đâu. Nên là mọi người nếu có nhu cầu muốn xem thì cứ lên mấy bà. Cái này bà Mỹ Anh này là không bao giờ là kiểu như là hỏi bà là có phát trực tiếp, nhưng bà không bao giờ phát. Mình chỉ phát trong tang bà vào thôi. Quay nhiều à. Lâu lâu quay ra ngoài. Đây cho mọi người xem nhà. Đây là đại lễ nên là rất là nhiều nhà. Đốt xếp, chị xem em ấy cho nó. Nhu cầu mọi người bảo phải quay mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồng Vi ơi, nhà cháu trả lễ cho thằng Hoàng ấy, thằng cậu út ấy, năm nay 25 tuổi, với gia đình nhà anh Cầm. Gia đình anh Cầm gồm 5 người, vợ chồng anh ấy với 3 đứa con. Trả lễ cho nó để nó có sớm có người yêu mà lấy vợ. Nông Quyến ở trên, ở nhà ngoại chị ở trên Thánh Nguyên nhá. Nói chung là nhiều nick không ấy được, không nhận ra được là ai hết. Cái này là cô Then Hằng ở trên Lạng Sơn, là làm hay lắm. Ai mà lên nhà bà xem thì có chuẩn 100% thôi. Nhập được cả người nhà xong rồi. Chị ở Thái Nguyên nhưng chị lấy chồng Nam Định, nhưng mà quê chị sinh ra lại ở Lạng Sơn nên là một chốn ba quê, em hiểu không? Nên là chị là người Nùng nhá, người Nùng bản sinh đấy, chính nhất Nùng ấy. Nhưng mà nếu như mà làm theo này thì người phải biết nghe, phải biết nói tiếng Nùng, biết nghe tiếng Nùng thì mới nghe được, nghe từng câu từng chữ thì mới hay, nó thấm vào tim mình ấy. Có cái miếng nào để có em thấy mai cho phục cái vải không? Có mà. Nóng chỗ nghe. Có cái tiếp vừa cho thấy tinh một phát nhưng mà lên thanh quân phát một phát nhiều người xem lắm, kiểu như tương tác tốt. Chị ơi lấy xuống bếp đốt cho nhanh. Đốt lại một que ở đây thôi. Không phải là đốt lại một cái đó. Lấy em đốt lại đi nó mới bằng nhau quá. Đốt lấy cái này đi cho anh lại. Cái này, cây bên này. Cây ở trong. Thì tem chia sẻ đi. Thank you.
Không. Sao như nào chị? Không bỏ được. Cháu đang quay không dừng mà. Ba bác hả? Cháu chưa làm cái này bao giờ đâu. Chào Thiết nha. Thiết đây đội xây xưa đang đồng đội đăng thịt lợn. Quỳnh Tôn với mọi người đang thịt lợn. Ba đến bạn nhảy tưng tưng. Sao đến à? Hôm nay nhất định nhờ cho cháu phải hỏi xem là em tí nó khám lễ đúng không? Ừ, mọi người ơi, tí nó cố nén lại xem nhé, sắp khám lễ rồi, hay lắm. Tắt cái quạt đi đó, nó cân khéo khói lên là chị Thướng tắt cái quạt đi. Tắt cái quạt trần đi. Nó cuốn cái khói lên. Bà biết không, mẹ cháu bảo bà về cháu phải từ Nam Định lên để gặp bà. Cháu qua Facebook cháu nhìn thấy bà lâu rồi. Thế nhưng mà cháu kết bạn chỉ thấy bà ấy thôi, nhưng mà chả thấy ấy gì. Thế là không thấy bà kết bạn. Thế là mẹ bảo ấy, thế là về. Không thấy bà kết bạn với cháu á? Không. Nhưng mà hôm nay thì được rồi. Không biết đâu, ai đi anh. Có ngày không được cầm máy, mình cứ làm thêm cả ngày. Bây giờ là lúc trước rồi kết vào cứ bây giờ cứ nghịch máy ngang, người này cầm nó lại sang chỗ khác cũng không biết. Nông Quyến, chị ơi cho em hỏi thăm mẹ cái nhé. Anh khách đây nhiều người xem, cháu chả biết ai đâu, nhiều người vào xem á. Tên là gì, tên kìa? Nông Quyến, bà thầy đang hỏi là tên là gì? Nông Quyến á, Nông Quyến đấy là phải mà. Con Lục Châu ấy. Nông Quyến nó ở Văn Quan. Phải ông Nông Quyến? Phải mà. Bà thầy bảo Văn Quan phải không vừa? Chị Lễ. Nhưng mà nó còn trẻ thôi mà. Nó lấy tiên con nên bảo nó lấy mít với ảnh con. Không, thế không phải đâu. Thế thế thì bà nhầm mà. Ảnh ảnh đây. Đây ảnh này thì bà nhìn nhỏ lắm. Đây không phải đâu bà. Đây người trẻ thôi. Đâu chị ơi? Đây.
đây đây đây, Long Quyến. Trần không thấy không? Không rõ. Phải mà cái này là người là ở Văn Quán đấy. Cậu cậu không biết là ở đâu. Nên Facebook của cháu nó nhiều người lắm, mấy nghìn người nhưng mà cháu biết ai mấy ai cả. Phải thăm mẹ. Không cái lời chi lấy mới phải. Bạn Châu chi lấy đây. Bạn Châu. Sao lại có đó này? Vì nhiệt à? Cái này nóng lên nhờ. Khi chỉ bạn này chỉ sợ ở trên này mua kiểu lấy cắt khó lắm. Ta vuông hơn xong rồi. Cái này làm một thì này trắng thành làm đôi. Hôm nào đã ăn cưới, mẹ không đi được ăn cưới thằng em. Ngày nào đi đi hát then cũng là việc làm như. Ngày nào đi sân khấu mà đi được. Làm như người làm mình khác làm ấy. Người ta bán thế nào mình lấy thế đấy. Mình trúng là phải chịu. Mình mua gặp phải chịu. Đấy ông đạo ngon thì mình ngon. Bà ơi, làm một thì không biết làm kiểu gì. Con phải rạch đôi ra này. Với tờ giấy thì làm được 3 cái áo thôi. Đấy. Nên làm cái bé này nè, khó lắm đấy. Bây giờ con không biết kiểu gì này, nó dở dở ra nên kiểu đấy nó dài được tùa ra này. Thế rồi còn 31% pin thôi. Đây là chi đôi chi ba. Chi ba. Còn bao nhiêu phút nữa thì khám lễ hả anh? Cắm sạc tắt đi, lấy cắm sạc, bây giờ không lấy nữa lấy cắm đi. Không được, em quay là em quay trực tiếp. Thế thì kéo dây vào gần. Em quay hết thì thôi, em không quay vớ vẩn. Đi đâu? Đây là chuẩn bị thống lạc hôm qua. À, quán thống lạc hôm qua này, sắp hay rồi. Bảo cả nhà ơi, chuẩn bị rồi. Cả nhà ơi, chuẩn bị hay rồi nhá. Nó hôm này là được mọi người nhảy múa nha. Xong rồi nha, bắt đầu nhảy múa nha. Nhưng mà cần học thử lại trên đây. Bà cha hỏi gì em nhỉ? Ngày xưa bà yêu em lắm mà cha hỏi gì em. Các bạn mình không biết nói tiếng Nùng để hỏi. Người ta ở đây mùng 1, 15 ta đi xách quả về đặt bàn. Mà ơi, hôm nay cha là đang kích thầu gan. Thế là bà nhóm máu ô đấy. Đúng rồi bà. Đúng rồi mẹ con Quyến Bản Châu chi lễ. Phải rồi. Chị ơi cho em hỏi thăm mẹ cái nhé. Thăm xem ở đây còn thăm gì nữa. Đừng để nó hết. Rồi không hết được pin đâu. Xem mẹ làm là được rồi nhỉ. Mẹ khỏe đây này. Chia sẻ like cho mẹ để nhiều người biết đến mẹ. Mẹ hơn này. Chia sẻ 5-10 lần vào xem nào. Chia sẻ lên trang cá nhân mình xem nào. Chia sẻ bây giờ 45.000 Facebook nó đang hoạt động, nó lên trang đầu này, ai người ta cũng biết đến mẹ này. Mẹ ơi, con không biết khao đâu. Người khác về khao. Còn mấy con khao này là gì nào? Ăn
cái này sao ba sủng tao ba luôn này mới để hết phần đấy mày không phải đầy lai cái ôm cái này được không, bởi vì cái này là các bạn trên cầm sang bên này thôi. À đấy, từ đây chỉ sang đây này, còn cái tay này không lên đây này, không cần làm kiểu này, mình chỉ một tay ở đây bên này được, không được cầm lên trên bàn trên ở đấy được. Mama can I lay down? Can I lay down? Mama can I lay down? Lay down, lay down, lay down. Can I lay down? 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 Do chị Thưởng ơi, chị quên ngay cái bên này không cắm à? Thương hết rồi đấy. Mi ở trên cường của mấy đứa trên ta ấy, còn không? Hai cây thôi, hai cái này, hai cái nhà này hết tới nơi rồi. Thế một cây ở trên kia, một cây trên ba còn không? Ba cây. Đi đi. Mình lắc cũng lấy à. Cô Phong vào đi. Cầm làm thầy đừng đi nữa. Xin nguyện cho cô Phong đi đi. Chị Thưởng ngồi lùi ra một tí. Cô Phong ngồi lùi vào tí.
lợn thì xong. Rồi bảo thắp cái hương mà thắp cái hương lên ạ. Hỏi rồi, nói nhiều. Trên
này đâu. Mấy sữa. Nó hết ra nến. Hết nến. Mở đâu? Sáng mà. Bảo cháu để cháu kết nối qua wifi lại nhé. Nhiều người cháu thì đang phát thấy đâu rất là nét, nhưng mà chị cháu lại bảo là mờ. Cái này bằng đèn lại đi.
Tham khí là khi này mình học hiến tạo nó có mấy hết ngắm. Chứ mẹ cũng là ba tư là thảo tiến lắm ấy. Chắc kể lao cứ nói hết lao chiều vũ vậy. Thay mình thói một thay là mình thay mình lao mình lao bên nào là thay mình tăng sự lục và câu cái sự lục và mình lòng câu tới câu cái áo vậy. Mang sang a tàng hứ chung ti bên ba sông trong ngữ bàn lễ ra thôi thôi chắc ba nhị sông. Mình nghe này có tròn được mình đi. Sông a chắc ba nhị thứ a ba na sông lăng hứ chung ti bên ba sông trong ngữ bàn lễ ra. Nghe na này trao trắng biển trắng này ta tập nằm thiên na bên na phê ta làng a sa làng thiên na chắc ta tàng thiên na bên na bên na. Bằng nè bằng này ngắm mắt son nè ngắm mắt son thì bạn đỡ vui nào bà khay kia ô à tàu bằng tàu ô sân cái tàu á sân cái tàu nên cái cái thuyền con cái tàu đang thăng cái tàu đang kéo na công na linh tàu ta tàu sinh nga bia thì ơi em mượn sạc tí nhá. Mọi người ơi em lấy xa thêm tí em đi sạc á. Tí đến đoạn hay không có sạc. Chẳng lỏng lơi. Thôi em không rót đâu. Chị thưởng rót đi. Em không rót rượu đâu. Bất kể làm cái gì em cũng động vào đâu. Em sợ hỏng lắm. Chị đi rót rượu đi. Rót rượu hết ở đây đi. Anh cầm rót trong cây rồi. Cái gì rượu mà kia thiếu gì? Ồ. Cái này cũng chuyến bên này đây. Người đã thưởng này. Đây đây đưa cái con chuyến này này. Ở đây mà bạn trai cho nó. Đây, thì rượu nha. Đang ngó trong đầu á, trong đầu à. Đang cả son lọc sơn thêm. Phải không phải cái trăm mẹ. Đầu phải ba mẹ. Lễ đây có 11 cái nhà rất là nhiều bởi vì làm đại lễ thôi. Phóng gần nên là nó bị vỡ mặt thôi, tôi thích cứ để xa. Mình bếp bà cũng phải hôn thì kinh bên thâu để làm ba cũng kinh lầu rồi chứ nè cầm đầu nhầm ta rồi chứ nè cái bà cái ha cái bà cái lầu này qua mẹ cầm đọc đi xài căn hôn thì kinh lầu để căn cho mẹ bây à cái nhà xây được bây thâu để làm để qua mà thân cho nè nó sẽ hôn thì kinh lầu kinh sàn nè. Trọt này nè. Trọng là một hớp hớp chè đó. Chè ngon quá. Chưa Hoàng Nhung ơi, còn chưa khám lễ. Thế anh nhập một lần khám lễ nữa cơ. Mới nhập nãy có nhập một lần lên bàn thờ tổ tiên. Nghe còn phải khám lễ này nữa mà. Cô thầy pháp em bà sợ tin lắm iPhone đấy.
iPhone cao ấy. Nhiều không cho được đâu mà nhiều. Không không bảo lấy đâu. Thế thì mới hỏi làm gì? Thấy em thì đúng quấn quanh năm rồi. Dạ, năm ngoái đến tháng 10 đấy. Dạ, ai mẹ nào em? Cho cái gì bán bán 10 lít mà lấy 200 vị trí cho nó duyên lăng chưa ngủ à con mẹ con chưa ngủ à chồng nó mới xin việc hai tuần không về đây trời xin việc làm gì chứ lại làm công ty tiếp à làm công ty tiểu là xin làm được với người này ôi cháu thế em bán cháu bán chè online thì trả ấy trả lên bán cái gì em bán chè cháu bán chè khô đây thì toàn phải online thì bán mới bán được chứ nó Facebook nó khác gì như chợ đâu không nên tương tác bây giờ ví dụ như cái bài đăng của cháu này đây cháu đăng tương tác nếu mà mọi người nhiều người ví dụ cháu kết bạn hơn 4.000 người người ta không tương tác với cháu người ta không vào xem của cháu như thế này thì làm sao cháu đăng bài lên người ta biết cháu đăng cái gì mà kể cả chúng nó không tương tác với cháu thì cháu không nhìn thấy nick chúng nó được luật Facebook nó vậy bán kìa uống này ăn cho bán online mà chứ không phải là đi ra chợ bởi vì thời gian đâu mà đi cháu không phải đi làm nhưng mà bán được nhiều lắm toàn bán ở miền trong thôi bên thăm bố rồi á, nó bên bố bà cháu đi dẫn bà đi lâu lắm ba mấy năm rồi bây giờ con cháu lại dẫn thờ không biết đi một
là không đi được à cô Biên? Cô Biên, nặng là không đi được à? Ừ, đi thì vẫn đi được, nhưng mà con đi cái ngắn quên lại cái thấy. Cháu tưởng là vía nếu mà nặng là mình không cầm được vào. Như cháu cầm vào có mà còn cháu xách được ấy. Khá nhỉ. Lúc nhập với cô Biên ạ, à, cũng biết anh cầm tên ngày xưa là bằng em, xong là gọi đứa thứ tư, cũng biết chị Nguyệt là đứa thứ tư, nếu không lấy chồng là xuống luôn á, bây giờ lấy chồng vẫn xuống được, nên gọi Tem nhưng mà đến chỉ xoa đầu Tem, cũng biết tên Tem ngày xưa là cô tí 350, không bảo mất mày chưa có à? Ai mà thế, cháu có rồi, bà còn yêu như gì, bà còn chửi cháu cầm như gì, anh cầm mà không làm á, bà chửi anh cầm lên xuống, bà gầy lắm nhá. Nãy cháu chỉ sợ là đánh mẹ cháu, là kiểu như sợ làm sai cái gì là đánh mẹ cháu thôi. Lúc nhập vào ấy, chân tay cháu cứ run hết, thế lúc gọi, cái tu tình chiêng đó rồi, gọi chiêng Tem xong cháu mới vào mà, gọi hết, gọi được 5 đứa con gái, cháu gái, thằng Hoàng nữa, thằng Hoàng bảo là năm nay khóc. Đúng nha, bắt thằng Hoàng làm thiệt. Thằng Hoàng nó đau ấy, lúc đau ấy. Nói đúng với cả nó. Nó bắt thế, nãy nó nói thế. Xong mà nó bảo là, nói chung là nói về thằng Hoàng, có nghĩa là hay đau người là nó bắt làm đây. Nó hay đau thật. Bắt làm thiệt á. Nước máy nó cứ ngồi nước mắt nó cứ rơi đây. Nó tự nhiên nó rơi được chứ. Thằng Hoàng á. Ừ. Cháu đi sợ lắm. Áo này là cắt cho bà Then. Bà Then làm Then phải áo dài như này. Nói chung là hay đấy, cô Biên này, cháu thấy bà này làm chuẩn lắm, được chưa mẹ cháu xem? Đúng. Mày về quê xem á? Mẹ cháu về xem đấy. Như cả làm này, bà cũng làm đúng mà, như cả như thế là được. Bà tươi không về, tu tình tươi. À, thế bà tươi bà trường ngồi đây cũng gọi bà trường đấy. Thế bà tươi bảo là em hôm nay cũng đi vào thế. Không biết nhưng mà cháu quay lại cái video chẳng qua cháu không nhớ lắm đâu. Cái video bên dưới nếu cô về cô vào cô xem cô nghe lại cái đoạn cuối ấy. Lúc cái nhập vào ấy, cháu thấy đúng lắm. Uống rượu. Chỉ uống rượu không uống chè. Đúng là tính bà ngày xưa. Vì bà nội mình ngày xưa nổi tiếng ai lắm quê gố mà không đúng phát trọng quát. Chỉ sợ mẹ cháu ngồi đây để cầm mẹ cái gì đánh mẹ chứ. Cái ông ngoài còn sống đây, ông ngoài ở đây còn sống ngoài cung ấy. Ở cây đông giống bà trường. Úi dồi, thế á? Cái gì nhỉ, bảo anh cầm là đi thỉnh thay hay là đi làm hay gì ấy, về không mời bà hay cái gì nhỉ? Ủa, tôi bảo anh cầm phải thỉnh thay là cái gì mà mi bà, mi chẳng, mi bà, cao hay cái thằng ấy. Nói chung là cháu không nghe rõ lắm, cháu chỉ quay lại để sau này mình xem lại, cho mẹ cháu nghe lại. Làm đây còn thế nào nữa? Xong là bảo cái gì bố cháu ấy, bảo bố cháu là cái gì mà phù hộ cho hàng cầm và dẫn đường cho hàng cầm đi làm ấy, đi làm thầy ấy. Ừ, thế này thế nó nói đấy, nhưng mà cháu không nghe được nhiều, chỉ là quay lại thôi. Nếu mà cái này vào Facebook thì có ở dưới Hải Sơn vẫn vào được chứ nhỉ? Ai cũng nghe được hết, cho phát trực tiếp mà. Ý làm thêm mất nhiều tiền của này thì mình phải đúng thầy giỏi thì mình mới nghe chứ. Cháu từ trước đến giờ có nghe bà này hay kia đó, hết khá nhiều tiền đấy. Từ qua giờ nhiều phết đấy cô. Người mà không có điều kiện cũng chả làm được. Thì đâu mà dạy gì cô đang bảo là làm mà không làm đâu. Cái tiền ở đấy nhưng mà năm nay á, chú năm ba nhá, cô thì năm mốt nhá, chồng là
25 thì nó ngồi đặt lễ mà. Thế bảo là tôi giả cho nó xong. Thằng Hoàng cháu mà nó không vào cái căn đấy không làm, làm cho các cái mai anh cần. Thằng cháu cũng 25 tuổi phải giả đại lễ cho nó. Đây cũng giả đại lễ phải không? Đại lễ đấy. Long Đình cái đấy, nhà Long Đình cái đấy. Không có nó, mới có ngôi thờ. Nó đâu, không có nó nào. Tí nó khám nó thiếu cái gì, nó quay ra nó chửi. Thế là sao không mua cái nó thúng qua sao kia? Không biết được. Cháu chịu. Mua đâu? Mà chả biết chị dâu tham mẹ hay là bốt. Cả chị thường. Thế sao lại không mua cái nón? Nón nó còn nó thúng qua sao mà? Sao lại là nón thúng đàn ông gần nó á? Lễ nó phải có thôi chứ chả có. Ô, bây giờ nói cũng chẳng lấy đâu ra luôn. Ô, có nón. Vào cắt đi. Cắt được. Vào Nguyệt đi. Ừ. Đi lấy lại con nón thúng quay thao bộ đại lễ này là sắp cho hết. Có quầy thì... Thế nón quay thao dâng thờ có không? Thế á? Nón quay thao thì tặng à, lấy cho bà nào? À, lấy cho ai? Thế mẹ sinh Vân Thống à, ừ đúng rồi. Rồi, chào rồi, chào rồi. Mẹ sinh nhá. Thật ra cháu chả hiểu gì đâu cô Viên ạ. Những cái lễ này chắc ra, nhưng mà bảo là cái này nhiều cái nó không hiểu rồi. Ô tô đấy nha, gọi xe hơi rồi. Tuy vi tủ lạnh có hết. Gọi xe hơi rồi. Chim nhá, có chim nó thú hết lắm. Nha, cái làm bảo làm á, có nhà bảo làm không làm cứ bảo tiếc của á. Đến lúc làm nó về nó chửi cho, nó bảo là nó gánh, nó bảo là không làm lại tiếc của á, không làm cho ta hay cái gì đấy. Có lần cháu xem rồi. Như ông mày là theo đạo của ông. Không, nhà chồng cháu theo hương cái đạo gì? Không phải. Nhà cháu thờ tổ tiên nè, cháu dâu trưởng cháu phải ấy hết đấy. Thế nhưng mà nếu mà người ta thờ đạo người ta không thờ mình thờ không mình đâu. Đạo như nhà mẹ chị thưởng, như nhà mẹ chồng chị thưởng kia là không thờ tổ tiên đâu. Đạo nó thờ thì tổ tiên. Nhưng mà theo đạo cháu sợ lắm. Theo đạo cháu sợ lắm. Bởi vì là nó không tin vào ma quỷ nhá. Cưới gì nó cũng chả hát cả. Là như thế này cái trai quỷ nó ông ngoại nó là người thủ, nó cũng thờ ma quỷ. Nhưng mà nó lại đi xem ông ngoại, nó là thờ đạo ông ngoại, nó xem cái ngày xuống máu, xem ngày gớm cho. Nó là kiểu đạo nó một khác phải không? Đạo nó là được ngay, nhưng mà mình không được ngày thủ ấy phải không? Nó phải vào sát chủ cũng chém chứ. Có văn khoáng làng ấy, có văn lòng móng đến văn khoáng làng ấy. Thế đã bảo cái ngày lòng móng mà xuống móng mà phải cái ngày sát chủ chặt chết người ạ. Nó có tin đâu, không tin đâu. Thế là ngọn đạo nó không tin. Thế mà nó thờ ma mình thủ, thờ ma mình nhưng mà theo đạo có ba đứa con đó. Có đứa đeo hai cái bùa phủ đây này. Thế là hôm nay nó gọi là nóng bỏ ra tắm đấy, con đeo vào đó, đi xuống nhà ông bà điền ơ vậy. Từ tối nay ba hôm. Mẹ ơi, anh Vượng là làm ba hôm nhỉ? Không ạ, tối nay bắt đầu làm nhưng hình như là lên anh khá nhà lộp về tay hóa đi Hà Nội. Nhưng mà anh Vượng là làm kiểu gì à mẹ? Thăng trước là có nghĩa là thăng lên từ giám đốc lên tổng giám đốc ấy. Thăng trong thang nó cũng có thăng trước. Nó kiểu trưởng là
lên hội trưởng ấy. À hiểu rồi, hai giây mà. Nghe là 3 hôm. Bây giờ 19. Chắc con bướm này nó hay về đấy. Đúng lúc giờ con bướm nó bay suốt là nhà. Mà bay đi. Cao đẳng lên đại học ấy chẳng hạn, như thế đấy. Then ông cấp sách rồi đấy. Nó cũng như là đến lúc lên đại học là nó bằng cao rồi đấy. Chẳng thích cái bà này. Nó bây giờ nhá, nó học phụ cấp rồi, bây giờ nó đang chứng ở nó lên cao đẳng. Nó một phát nữa lên đại học là nó phải. Cô biết lấy then nào? Lấy bà then. À, bà then này. Cháu mong mai làm xong mà bà xem cho một cái. Ô, mà không biết bà này có xem cho được luôn. Có xem. Cháu thích xem lắm, cả năm rồi cháu chưa xem. Mai con cho mẹ nghe lại. To rõ ràng nhỉ. Yeah, I'm a mama, 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 I'
Mẹ lấy họ con cái. Cháu không dừng được. Điện thoại cháu mà dừng thì còn gì là quay nữa. Trên vai nhưng tắt rồi. Quay xa như này để sọc tin tí nữa khám lễ đoạn 2 thì lại còn phát được cho mọi người.
Ba. Oh. Ba vào đây bà ơi. Ngồi đây. Không nghe tiếng đâu. Bà ăn kẹo đây này, vào đây ba hải ơi. Chuẩn bị đi á. Bà ơi, uống trà, uống trà ăn kẹo. Có bà nội ấy làm sao tao nhảy được vậy đấy. Come on.
Cầm ơi, anh Cầm, anh Cầm ơi, anh đấy hay đi kẹo vào đây tí, nó nhảy nó lại tan nát hết đấy, nhảy đến nơi ấy, nó nhập vào nó nhảy nát hết. Chia sẻ hộ em cái.
nguyệt nhẹ thế. Chào chị Hiền nhá. Em đang trả lại lễ cho gia đình, đang chuẩn bị đến bạn các cụ nhập về khám lễ. Đang đến bạn hay khám toàn bộ chỗ này. Chị mệt lắm đúng không? Báo chị Thướng. Chị Thướng ơi, gọi chị dâu dậy.
Lâu nhỉ, khá nhỉ. Làm này mệt lắm. Làm 24 tiếng rồi mà chưa được nghỉ. Còn 1-2 tiếng nữa. Xong nữa chứ. Chết thôi, làm đến sáng rồi. Từ anh khác làm cứ nói nhiều. Đấy, làm then hàng 4-5 tiếng rồi chưa được nghỉ. Chết mất rồi. Ngoài dạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bà ơi, bà thầy giờ lau mặt cái làm tiếp. Đang nghỉ tí nữa, chịu khó xem tí nữa khám lễ giờ bá nhỉ, bao nhiêu bao giờ làm, bao giờ khám lễ nhỉ, làm mấy lần xong, còn một lần nữa hả bá, làm bao giờ xong, bao giờ lại khám lễ? Nhưng mà sắp xong rồi chứ mẹ ơi, mẹ chả sắp xong rồi à? Ừ thì bao giờ sắp sửa khám lễ chưa ấy chứ? À, sắp vừa xong ấy. Ờ. Thầy đang làm. Quan Tứ có người yêu chưa? Oh, lỗi à. Thế không bắt cầu được à? Quan không bắt cầu với nhà cháu được à? Với mẹ cháu được à? Chị Thưởng đi làm thế nào? Để cho mẹ vào gần mẹ nha. Ở đâu thì vào đây nhìn thì không biết chứ sao hỏi. Chỗ nào mà nó sắp hết tháp vào luôn này, tí nó khám lễ đỡ đốt, đỡ phải cắm nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị im để cho mẹ nghe. Đấy làm gì? Mẹ nghe con biết chứ. Thầy đang phán. Thảo mi tráng không nói nữa để mẹ nghe. Tháng 9 là bao nhiêu? Tháng 9 còn có hạn này. Lấy bút vào ghi vào, cứ gương nói một. 39 tuổi à? Đừng có đặt vào đây. Cậu nặng tim bơn ca lục với nặng mưa tim mà. Đàn bay áo à lùng cha chất ta đang đăng chất mình. Khi chất ta đến bì à. Cho lục hầu ba na mùng lùng chất ta hoa á. Là cây tăng rau thân. Chàng ăn rau y ếp kênh lục tăng non bồ đắc. Một mình không say nè. Cầm vào nghe. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tắt cái tư tưởng lại. Mẹ để cho bà nói. Chị Tiên, Hương, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái xe này cái phí này mình xong 10 bên 10 pha đó cần ai sẵn đấy bức đấy cơn bên dưới mình theo mèo mà hàm đấy nếu mà chẳng bên ba thùng phấn chân mình mới xử mà hàm đấy bây giờ trang lên xe này mình mới xử mà có gì mình lông ở đấy nó mình lông phần mình nghe cái đi thế mà có gì mình ba mấy có vậy mình mà hàm đấy mình ba bên rồi lòng ngủ mẹ em đi, lòng để bà Trương đi. Thế đêm gì à? Ra mày bắt thưởng. Ra chỗ bắt thưởng. Chị dâu làm cho thúng thím phòng, thím phòng làm đỡ hoàng hoàng cái nhiều người sợ nó không cho học thầy, nó bắt cứ học theo đám nào. Đúng rồi, em bảo thế, em bảo con cháu cũng về ngoài hết. Ai xuống được là xuống người đấy, xuống người thôi bà nhỉ. Sẽ mất cái lông bên lông kín mình, bắt bà lông kín mình luôn á. Mình ăn ăn thí mình tay bên đấy mình tình hưởng cái tên lông ấy. Nếu mà không ăn hoàng tài thấy rồi. Trên này vẫn đang áo á, trên này vẫn đang áo. Áo lúc bắt mình mà khẩn mà lá ngủ bao á, áo kì lá ngủ theo lúc ngủ. Mình mừng khảo tăng tạo, nếu lá ngủ nhất trí được hết tạo. Lán nó đi lán tạo vào cho ban câu rồi mà hao khó nó vào bên này đang cảnh thế nó cái thó này để nào vì hao cái tế ra được thứ hai là mình cái này qua mang này này thế mình hết tạo đó chồng mình ông mẹ đó còn hết cùng ừ ông mẹ nó hết tạo mẹ chỉ toàn khi cái túi này hết thêm túi này bà đam hết tài chính thêm cái cứ bây giờ hao chân đây câu này hăng mang ra này là mang bản thân tài chính câu này mẹ cái lục khay con này nó trên này đi tái bằng này đi cầu cần lục khay ra mới mới thắt cần này cái này cái túi ông biết em bao nhiêu chắc mẹ thế nè, bay hoặc là cô mát à, chúng cái phần mi phần nấu và giọng tôi chắc à, làm luôn, quay cái này ra, làm đi, hai con lớn rồi, cá mi mi phí đang quen rồi, ô lỗi, sạc bơ, kinh đa kinh tiếp hậu, biết bao nhiêu à, ăn thì lâu phải kinh nấu và nó số chị làm phải làm luôn đi kiếm đến nửa càng như mày cháu không làm không được đây này à, cháu không muốn làm không được đây này cái bà then là về làm then con đi thế nó cứ bảo con bảo không mày phải vào đâu cái số then em mới chắc là cứ bạn
không đi ngựa bao giờ đâu, nhưng mà tự nhiên cái bà cô bố chồng làm cứ thế là nhảy vào bưng 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 là đi đó. Thế là từ lúc đấy về cứ làm ngựa đấy. Mang chờ anh mang chờ. Mà như cái đồ hoa về này chỉ cần nhìn qua một phát là biết làm. Kể cả cái quần áo này chẳng có từng thắt bao giờ. Không thắt phải riết. Chẳng vẫn cứ làm. Làm cửa lại làm ra để bà ngày chứ. Con anh chị cho. Xuống được chị Nguyệt ạ, con lớn rồi. Con lớn rồi đó bà, con chị lớn lắm rồi. Tháng 6 tháng 7 chứ. Vấn đề là chắc em đi. Vấn đề là chắc em đi. Vì tôi sư cảm làm công việc tôi hình luôn. Chạy bì luôn. Nên là hắn khổ này. Hai lỗ nhưng lâu. Thư cơ, chân thư 18 tháng 7, 1986 thật. Khổ mà 18 à. Cháu lại còn để đêm á. Bên bà chắc gì. Thì 18 tháng 7 chả bất chắc. 18 tháng 7 là đầy chính nó về bên tôi điểm nha. Điểm trên này có gì 18 tháng 7 tổng 18 tháng 7 bên tôi tu nô. Vì tôi cứ lấy cái nét thiên đầy chính nơ xanh hạ. Tẹp khó tôi đấy, tẹp bay. Dạ và tạm bác tôi đấy. Cái này là ở giữa. Cần mình nhận cần mình nhảy hết rồi hay lúc thêm bên đám năm mà để làm như những đấy có mà xích về thế là em tôi về từ rồi mới để bay được. Nếu cần đa bao thì bao bây đa bay hẳn bao nè tôi này bà ha đi là bay đầy không hết đầy đầy mình cơ bạn cái lúc kéo của nông Hà, họ Hà bà. Mi sống để kế ơ nó có mi cơ bằng cô làm đấy. Cô sai tê cũng lòng bàn cái thế tài tạo ra một thái ra. Hai cái tê mình cái tê là tay mình bình chứ. Thế sân này về cái thế mà hẹp mình cười tỏi ông ơi. Cái tài tài sai nó lên nó tạo kỳ mà cứ hơn phí hơn cơ công cơ ba luôn thì chắc tài kỳ á. Sai tài tạo đê hay tạo là mi thế tiền nộp á. Cái này đâu tài đâu thì tài có mấy hầu ấy còn không phải tài cái hình như thổi và mình đi chùa mình thấy cái này cái bảo mình này có phải đấy à. Nhớ tưởng Đồng Hoàng nó không phải làm nữa mà nó cứ bắt Thằng Hoàng làm này. Đúng là cái ma hộ mình cứ phải bắt được con cháu phải làm. Không khổ nhưng mà cái thằng nó không muốn làm nhưng mà cái đứa muốn làm không được. Thế về nếu mà con cháu hầu thì mình kiếm cũng được kiếm.